Ớt sừng vàng châu Phi có danh pháp khoa học là Capsicum annuum. Đây là giống ớt siêu cây, siêu năng suất, trái sai chi chít từ gốc tới ngọn và cho thu hoạch liên tục. Năng suất của ớt sừng vàng châu Phi đạt khoảng 30 đến 50 tấn trên 1 hecta, nên đang được nhiều tỉnh phát triển mô hình trồng kinh tế, thoát nghèo cho bà con nông dân như Bến Tre, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng. Cây ớt sừng vàng châu Phi phát triển tốt, sai trái, trái già ngả màu vàng bóng rất đẹp và khi chín thì ớt có màu đỏ tươi bắt mắt. Theo phong thủy, ớt thuộc hành hỏa, tượng trưng cho may mắn, tài lộc nên đang được nhiều người ưa chuộng trồng trậu tại nhà. Cây ớt sừng vàng chỉ cao khoảng 90-100cm, rất thích hợp trồng chậu trang trí nhà cửa, ban công, sân thượng. Giống ớt này cũng cực kỳ nhanh cho thu hoạch. Kể từ khi trồng ra chậu, đất vườn, đến khi thu hoạch trái chỉ mất 75-80 ngày. Sau đây, Hoa Đẹp Dễ Trồng sẽ hướng dẫn bạn cách trồng và chăm sóc ớt sừng vàng châu Phi tại nhà. Bạn có thể gieo trực tiếp hạt vào đất hoặc ngâm hạt trong nước ấm khoảng 30 phút rồi phơi khô trước khi gieo. Đem hạt gieo xuống đất sâu khoảng 1cm, tưới đủ ẩm, hạt sẽ nảy mầm sau khoảng 1 tuần. Khi cây có 4-5 lá thì bạn đem trồng ra đất hoặc chậu đã chuẩn bị sẵn. Khi trồng được 20-25 ngày, tiến hành tỉa bỏ những nhánh gốc giúp cây ra hoa tập trung, dễ chăm sóc, tạo sự thông thoáng và ít sâu bệnh. Bạn cần tưới nước cho ớt sừng vàng vừa đủ, tránh ngập úng dẫn đến rụng hoa, đậu quả kém. Ớt sừng là cây ưa nắng nên cần có 6 tiếng đón nắng một ngày. Lưu ý, ớt sừng vàng châu Phi ra rất nhiều trái nên bạn cần làm cây chống đỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công!